Âu Việt Farm chào lại mọi người ha. Hôm nay thì bên phía Âu Việt Farm thì sẽ lên cho mọi người là hai bé Corgi cái nha. Thì hai bé này hiện tại là được là 40 ngày tuổi và dòng là dòng Corgi bêm lâm dài ha. Thì Corgi nó sẽ có là Ben hay là Kajian. Thì riêng dòng Ben nó là phân ra là có là lâm dài và lâm ngắn. Thì những bé này là thuộc lâm dài nha. Anh chị mà cứ lên gõ Corgi ra ha. Thì cái dòng Corgi này là cái dòng chó mà ngày xưa nữ hoàng Anh đã từng nuôi nha, rất rất là đẹp. Thì đặc thù những bé này là chân lùn nè, rồi mõm gấu nè, rồi người người tròn ú đít to này đó. Thì nuôi những bé này mình nhìn những nó chạy rất là dễ thương, rất là cưng nha, với lại mặt mặt cười rất là thích. Thì đặc biệt là hôm nay là hai bé cái có đầy đủ giấy tờ VKA và chip luôn ha. Thì anh chị nào mà thích đón một trong hai bé liên hệ bên em ha. Hai bé giới tính cái, còn giới tính đực thì em có đăng clip trước nha. Thì VKI và chip thì sau này nó sẽ anh chị mua thì em sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ cho anh chị ha. Thì anh chị tiếp theo anh chị xem clip và xem hình bé bé cụ thể ha. 38 gần 40 ngày vaccine một mũi, mua được khoảng anh chị đó là khoảng tầm là 10 hôm nữa em sẽ vào và sẽ gửi cho chị ha. Rồi anh chị có thích thì có liên hệ bên Âu Việt Farm ha. Thì có gì cứ vào tiểu sử và có số điện thoại của em ha. Rồi chào anh chị.